Thầy xin chào tất cả các bạn nha. Bây giờ thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn tuyển tập chuyên Anh Sở Hà Nội từ năm 2011 các bạn. Ở những video trước đó, thầy đã hướng dẫn cho các bạn từ năm 2011 nha. Ở tới năm 2020, thì ở video này các bạn, thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn năm 21-22 các bạn nè. Năm 21-22. Đề thi Sở Hà Nội thầy không có vai nghe. Bạn nào muốn luyện nghe đó, hãy chọn các đề thi nghe dạng CAE hoặc là IELTS các bạn nha. Nó mới đủ sức để thi ở Sở Hà Nội. Và nó phù hợp nha. Đó, nó phù hợp. Bởi vì các đề thi Sở Hà Nội hay dùng cái đó các bạn nha. Bây giờ chúng ta sẽ làm cùng với nhau cái đề thi này các bạn nha. Đó, đây chính là phần phát âm. Phần phát âm chúng ta làm cùng với nhau. Câu số 1 các bạn nè. Phát âm ED. Phát âm ED. Câu số 1 là một câu khó các bạn nha. Câu số 1 là câu khó. Thì trong câu này người ta yêu cầu các bạn xác định các chữ ED đọc khác nhau. Đây là một tính từ ngoại lệ. Bạn nào đọc có thầy âm ít đúng nè. Đó. Mấy chữ ngoại lệ phải học thuộc nha. Thì nói các bạn học thuộc á, chết cách rồi. Rồi chữ này cũng vậy các bạn nè. Dễ thấy ít đúng nè. Rồi cái từ xứng đáng nè. Trạng từ này đọc đặc biệt luôn nè. Ít nè. Một số từ bất quy tắc. Chịu khó. Ghi nhớ. Chữ này đọc bình thường. Âm T. CH đọc T. Đây chính là vượt trội. Câu 1 chọn thầy câu D đúng nha. Ôi ở đây thầy chả thấy bạn nào đúng câu câu số 1 hết. Trật lất hết rồi. Thầy chuyển sang câu số 2. Đây chính là cái từ basic. Cái này học thuộc đó các bạn nha. Còn đây chính là thuộc vũ trụ. Đây là âm nhạc. Đây là không thể thấy được. Câu số 2 bạn chọn thầy câu A đúng nè. Thầy chuyển sang câu số 3 nha. Infamous. Nổi tiếng xấu. Hoặc là notorious. Rồi bạn có cái từ invaluable. Hai nè. Nha. Incredible. Hai nè. Rồi in-free. Rồi bằng hai luôn nè. Hồi bạn chọn theo số 3 của A đúng nha. Câu 3 A đúng. Câu 4. Sáng kiến initiative. Rồi bạn có từ efficiency 2. Rồi geography 2 luôn nha. Rồi bạn có từ individual 3. Bạn chọn thầy câu D đúng nha. Đó, câu D đúng á. Ôi, câu số 4 câu D nha. Tiếp tục nè. Câu số 5 là câu khó các bạn nè. Câu số 5 là câu khó đấy. Tính từ kết hợp với verb ed. Chữ này vần 3 nha. Đầu óc hẹp hòi. Chữ này vần 3 luôn. Có hiệu quả về chi phí. Còn chữ này là dựng tóc gáy. Đó, cái chuyện đó mà làm cho bạn lo lắng hồi hộp nha. Đây chính là rất giàu có. Bạn chọn thầy câu C đúng nè. Rồi, câu C đúng các bạn nha. Câu số 5 câu C đúng. Bạn Quang Vinh, bạn Việt Trần, Nguyễn Thanh, Hoài Phúc. Tốt rồi. Thầy chuyển sang câu số 1 phần ngữ pháp. Theo quan điểm của tôi, Nhật Bản là quốc gia phát triển đứng thứ hai. Quốc gia phát triển đứng thứ hai nói sao? Phát triển nhất đứng thứ hai. Bạn nào chọn thay câu C đúng nha. The second most. Đó, nhớ đó. The first. Ở đây là thứ hai. The second. Nha. Most. Thầy chuyển sang câu số 2 các bạn nè. Câu số 2. Câu số 2.
Các bạn đi khúc này nha, đi khúc này nè. Cái cảnh này rất ngoạn mục, cái cảnh này rất ngoạn mục khi nó được xem. Đây câu đề đúng này, các bạn chọn đề đúng này. Bởi vì câu của chúng ta đó các bạn, câu chúng ta nó sẽ như thế này nè, câu chúng ta sẽ như thế này các bạn nha. Đây, when it now is, câu rút gọn các bạn. Các bạn chọn thay câu, câu đề đúng. Thầy chuyển sang câu tiếp theo các bạn nha. Câu số 3. Câu số 3 các bạn nè. Khi mọi thứ xảy ra không như mong muốn, làm bạn giận dữ. Hãy tự nói bạn, bản thân của bạn cái câu này để nhắc nhở bản thân của bạn rằng giận dữ sẽ không giải quyết được mọi thứ và không làm cho bạn cảm thấy tốt hơn. Bạn nào chọn thay câu B đúng? Đó, câu B đúng các bạn. Bởi vì câu B á, ôi chuyện này không là vấn đề gì cả nha. Còn câu A đó, nó không phải là cái mà tôi thích. Câu C nè, cái chuyện đó rất là xuất sắc. Câu D đó, hiếm khi xảy ra nha. Chỗ B hợp nghĩa. Thầy chuyển sang câu số 4 các bạn nè. Câu số 4. Câu số 4. Thì chúng tôi mang lại những kỳ nghỉ ngắm động vật hoang dã cổ điển, những chuyến thám hiểm thú vị, các kỳ nghỉ gia đình và những kỳ nghỉ theo nhu cầu của bạn. Đây, theo nhu cầu của bạn nè. Các bạn có từ custom nha. Make nè. Các bạn cũng có từ bespoke nè. Đây chính là làm theo nhu cầu quay đó. Kỳ này nghỉ này tôi muốn có cái này cái kia. Thầy chuyển sang câu số 5. Ông này, cha của du lịch hiện đại, ngay lập tức thấy được tiềm năng của một cái kỳ nghỉ mà, một cái sản phẩm kỳ nghỉ mà. Câu số 5. Bạn có câu B đó. Đây chính là hàng may sẵn nha. Còn chữ này á là bạn để điện thoại bị kinh. Còn chữ này đó có nghĩa là không chính thức, không được ghi chép, không được ghi nhận chính thức. Bạn nào chọn thay câu A đúng nè. Đó, tiềm năng của những cái kỳ nghỉ ở nơi xa xôi, ở những nơi hẻo lánh, ở những nơi độc lạ. Câu 5 chọn A đúng. Thầy chuyển sang câu số 6 bạn nha. Câu số 6 là một cái collocation các bạn. Thì một tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người. Đây nè, each and every. Đây chính là on đó các bạn. Nha, học thuộc đó. Nhìn như vậy nhưng mà có nhiều bạn chọn câu A đó. Nhiều bạn chọn câu D đấy. Bạn Hải Minh Lâm Phúc nha. Đó, bạn Phúc Lâm, Lâm Phúc nè. Hoàng Phúc Việt Trần nha. Đã làm bài rất tốt. Thầy chuyển sang số 7 nè. Các nhà nghiên cứu nghĩ rằng họ đang đi sai đường và phải thay đổi cái điểm chính của nghiên cứu. Đi sai đường hoặc là đi trệch mục tiêu á, là câu này nè. Đó, câu A thông thường là theo tấm gương á, làm xong trước thời gian, rất xa từ khu trung tâm, không đúng. Thầy chuyển sang câu số 8 bạn nè. Câu số 8, đây chính là một cái collocation. Bạn nào chọn thầy collocation này đúng nha. Rồi, A đúng nè. Đó, Mary muốn đưa cho Nigel một món quà khác thường. Đó, câu 8 chọn A đúng. Thầy chuyển sang câu số 9 nha. Những cái cây này cần nước và bây giờ chúng chết. Bạn nhẽ ra đã tưới, bạn nhẽ ra nên tưới chúng thường xuyên. Câu 9 chọn thầy C đúng nha. Đó, bạn nhẽ ra
tới chúng thường xuyên. Câu 9 chọn thầy của C đúng nè. Bởi vì là nhẽ ra đã nên. Thầy chuyển sang câu số 10. Câu số 10 là cái câu mà thầy có nói các bạn nhé. Nó nằm ở trong destination C1, C2. Các bạn nhé. Cái câu mà thầy hay nói các bạn là đây nè. Chính là by the window nha. Sát the woman đó. Đét C1, C2. Bên cạnh cửa sổ ngồi người phụ nữ. Vậy thì trong câu này bạn chọn câu B. Dọc theo con đường đến một đoàn diễu hành. Hoặc là một đoàn diễu hành đi dọc theo con đường. Tất cả đều bị bùn lầy, dính bùn lầy. Đó, câu B đúng. Giới từ đứng đầu nhấn mạnh. Thầy chuyển sang câu số 11 nè. Thì câu này thầy có cái từ crucial cũng trong đáp C1 C2 luôn. Thầy không chia động từ. Và nguyên tắc chữ not phải đứng trước chữ be thì chọn C. Đó. Nó rất quan trọng rằng bệnh nhân không đợi cho những cái ca phẫu thuật khẩn cấp trong tất cả bệnh viện. Nha. Câu 11 chọn thầy của C đúng. Thầy chuyển sang câu số 12. Thì bạn phải làm việc chăm chỉ nếu bạn muốn tiến bộ trong nghề nghiệp. Tiến bộ trong nghề nghiệp, trong công việc. Đây là một cái collocation. Bạn nào chọn thầy câu? Câu A đúng nha. Tiến bộ trong nghề nghiệp, tiến bộ trong sự nghiệp. Như là một nhà báo. Sau đó, bạn nào xem video của thầy, nhớ ủng hộ thầy bằng cách like giúp thầy cái các bạn nha. Đó, bữa sau thầy sẽ giải tiếp mấy phần tiếp theo của đề thi này.